quay trở lại với channel của Tokyo Camera, lại là tôi Sơn Nguyễn đây. Vâng, Tết đã đến rất gần rồi. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đang dục dịch chuẩn bị cho mình những bộ quần áo mới, giày dép mới hay là xe mới. Vậy còn để lưu trữ lại cho mình những khoảnh khắc đẹp ngày Tết thì sao? Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho mình cái chiếc máy ảnh, máy quay để chơi Tết phải không nào? Nhưng để vác một chiếc máy ảnh cồng kềnh như này đi chơi Tết thì cũng không ổn chút nào. Vậy, chiếc máy nào vừa đáp ứng được nhỏ gọn lại vừa quay chụp được đẹp? Hôm nay thì tôi có mang ở đây cho các bạn hai sự lựa chọn. Đó là GoPro Hero 7 Black và DJI Osmo Pocket. Để cho có không khí Tết thì hôm nay tôi có thêm một cành đào nho nhỏ của một con lợn Tết và cái logo Tokyo ở đây. Không biết các bạn có để ý thế không? Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi đánh giá xem chiếc camera nào đi chơi Tết sướng hơn nhá. Đầu tiên thì cứ đi từ ngoài vào trong trước đã. Về mặt thiết kế chúng ta có thể thấy trên GoPro Hero 7 Black có thiết kế vuông vắn hộp riêng như thế này, với phần camera thì lồi lên. Xung quanh có những nút bật tắt và chuyển đổi chế độ. Trên này là nút quay, chụp. Bên này chúng ta có một cổng HDMI và một cổng USB Type-C để sạc cũng như là copy dữ liệu trực tiếp. Dưới đây là pin kèm khe cắm thẻ nhớ. Nói chung cũng không khác gì nhiều so với Hero 6. Mặt sau là màn hình hiển thị thông tin cũng như là pin, chất lượng video. Và một mặt trước là một màn hình cảm ứng 2 inch. Riêng phần này thì mình sẽ đề cập đến sau. Chúng ta hãy cùng qua thiết kế của Osmo Pocket. Đây là skin mà tôi đã dán trước đó ở Tokyo Camera, chứ màu gốc của nó là màu đen giống như Hero 7 Black thôi. Pocket thì có phần nhỏ gọn và thon dài hơn, đúng như cái tên của nó, Pocket mà. Trên này là cụm gimbal chống rung 30 và camera được đặt riêng biệt với thân máy chứ không còn thiết kế nguyên khối như GoPro. Bên dưới này là màn hình cảm ứng siêu nhỏ, chắc chỉ khoảng 1 inch thôi. Đây là dock kết nối với smartphone và dưới này là hai nút chức năng. Một nút là quay chụp, nút còn lại là bật tắt cũng như tùy chọn. Bên hông thì chúng ta sẽ có một khe cắm thẻ nhớ nằm lộ thiên như thế này. Và dưới cùng là một cổng USB Type-C. Nhìn chung thì thiết kế của hai con này hướng đến hai loại người dùng khác nhau. Một là cho những người thích những cảnh hành động, có thể gắn trên mũ hay là trên ngực để tiện cho những cái cảnh hành động chạy nhảy các thứ. Còn một thì lại hướng đến những người dùng thích cái sự mượt mà, sử dụng cho mục đích nhẹ nhàng như là đi chơi, đi du lịch hay là vlog. Và đến Tết này nên cầm con nào đi chơi? Cá nhân tôi thì hướng về Pocket nhiều hơn. Nó ưu tiên cho cái sự nhỏ gọn và vận hành đơn giản. Bạn chỉ cần cầm như thế này và đi chơi Tết thôi. Thực sự là rất là sành điệu và tiện dụng phải không nào? Sau thiết kế thì chúng ta cùng đến với camera. Về camera của hai con này thì không có sự khác nhau nhiều, cả hai đều mang đến độ phân giải tối đa là 4K ở 60fps. Tuy nhiên thì trên Hero 7 lại có khả năng quay video 2.7K ở 120fps hoặc Full HD ở 240fps. Còn Osmo Pocket chỉ dừng lại ở Full HD 120fps mà thôi. Nhưng không sao, với nhu cầu sử dụng của chúng ta hiện nay thì Full HD đã quá đủ rồi, chứ nói gì đến 2.7K hay là 4K. Với các bạn có nhu cầu sử dụng cao hơn về tốc độ khung hình thì Hero 7 có phần nhỉnh hơn một chút. Còn không thì cả hai vẫn đáp ứng rất tốt ở độ phân giải 4K và 30fps. Đây có thể coi là một chuẩn mới cho camera hành động ngày nay. Tiếp theo đây sẽ là phần mà bạn nãy tôi có đề cập đến, đó là màn hình cảm ứng. Màn hình trên Hero 7 to hơn khá nhiều và có thể bạn sẽ nghĩ rằng sử dụng màn hình này dễ dàng hơn đúng không nào? Thực tế lại không phải như vậy. Tuy màn hình của Pocket rất bé nhưng phải công nhận một điều là khi mà thao tác trên màn hình này thì bạn chỉ muốn vứt cái màn hình Hero 7 đi thôi. Thật sự là màn hình của Hero 7 delay khá nhiều và không cho chúng ta cảm giác nhanh mượt, còn thao tác trên Pocket lại siêu mượt, mượt như là iPhone vậy. Cách sắp đặt các chế độ trên Hero 7 cũng chẳng khác gì mà chẳng hiểu sao trên Pocket lại cho chúng ta cảm giác sử dụng mượt mà thế không biết. Tiếp theo là về chống rung. Hero 7 sử dụng công nghệ chống rung Hyper Smooth. Đây là một công nghệ chống rung điện tử mà không cần dùng đến gimbal. GoPro còn nói trong phần giới thiệu sản phẩm của mình rằng bạn sẽ không còn phải mang theo chiếc gimbal cồng kềnh bất tiện nữa. Nhưng mà ngay sau đó thì DJI đã đáp trả bằng cách tung ra một chiếc gimbal siêu nhỏ gọn. Có thể nói đây là một chiếc gimbal nhỏ nhất thế giới hiện nay. Tôi có quay thử hai clip ở đây để test tính năng chống rung trên cả hai con. Dù Hero 7 không có gimbal nhưng phải công nhận rằng Hyper Smooth hoạt động rất tốt. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà ăn được con gimbal 30 trên Osmo Pocket. Hình ảnh cho ra quá là mượt mà, rung lắc dường như là không có. Và về cái khoản chống rung này thì mọi thứ đã quá là rõ ràng rồi. Chúng ta hãy cùng sang đến khả năng quay chụp thiếu sáng. Pocket quay chụp trong điều kiện ánh sáng yếu tốt hơn Hero 7 khá nhiều. Dưới đây là hình chụp từ Pocket và Hero 7. Dễ dàng nhận thấy độ chi tiết và màu sắc trên Pocket hiển thị rất tốt. Trong khi đó thì Hero 7 mọi thứ dường như đã bị bệt lại thành một khối, nhìn khá là khó chịu, đặc biệt là khi bạn zoom kỹ lên. Tất nhiên là hiện tượng nhiễu hạt thì sẽ không thể tránh được, nhưng mà rõ ràng là trên Pocket đã xử lý rất tốt điều này. Và cuối cùng là về thời lượng pin. Qua thực nghiệm thực tế về thời gian sử dụng, tôi có cho cả hai chiếc máy cùng quay một vài đoạn video 4K trong cùng một khoảng thời gian thì Pocket còn lại 35% pin, trong khi đó Hero 7 chỉ còn khoảng 20% pin thôi. Hero 7 sử dụng pin của người anh em đi trước, đó là Hero 6, nhưng lại ngốn pin nhiều hơn. Chính vì thế thời gian sử dụng pin bị giảm đi đáng kể. Một lưu ý nhỏ nhỏ cho anh em là khi mua thêm pin cho Hero 7 thì nên sử dụng pin chính hãng, vì tôi có thử lắp pin 4 lên đây để không thể bật được chế độ Hyper Smooth.
Còn trên pocket, chúng ta sẽ có một cổng sạc ở dưới đáy như thế này, và chúng ta sẽ dễ dàng vừa cắm sạc dự phòng vừa sử dụng. Dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin, nhưng mà trong những tình huống chữa cháy thì cũng không tồi, đúng không nào? Hiện tại thì các sản phẩm đều có sẵn tại Tokyo Camera. Với Hero 7, mức giá là 10.490.000 và Pocket là 8.390.000. Cả hai mức giá trên đều chưa bao gồm phụ kiện. Trên đây là những cảm nhận của tôi sau một thời gian sử dụng hai thiết bị. Còn các bạn thì sao? Các bạn sẽ lựa chọn camera nào cho Tết năm nay? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Nếu thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like và subscribe để cho chúng mình có động lực làm thêm những video tiếp theo. Đây là Tokyo Camera và tôi vẫn là Sơn Nguyễn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.